đường về nhà là bỏ tim ta, dẫu nắng mưa gần xa. Về nhà vẫn thật sự là nơi ấm áp nhất của mỗi con người của chúng ta, đặc biệt là mỗi khi dịp Tết về. Ngày hôm nay, Quang Linh sẽ cùng với chiều cuối năm của kênh VTC1 sẽ thực hiện chuyến hành trình thật ý nghĩa của mình tại quê hương xứ Nghệ. Chúc mừng năm mới.